cột tiểu cầu ấy, thì cái đấy là điều trị gốc nhá. Cái đấy cũng chưa là điều trị gốc, một cái phương pháp điều trị gốc là nó sẽ tái tạo các cái tế bào trong này, nó giống như một cái tế bào gốc của cơ thể để bơm vào cơ thể ấy, thì nó tái tạo lại trong này, thì nó giúp mình là sau một thời gian thì khớp gối của mình nó đỡ hơn và nó điều trị từ cái bên trong. Mà cái đấy nó rất là lành tính bởi vì nó lấy cái máu của cô ra, nó tiêm thẳng vào đây, thì nó vừa an toàn, nó vừa lành tính. Chỉ có điều là cái bộ kit tách ấy nó hơi đắt đúng không? Thì hồi đấy là cô điều trị cái đấy là cũng khá đắt đúng không? Gần 50 triệu ạ. Đấy, đắt quá 30. nhở? Vâng. Hơi Tức đắt. là bây giờ mới kiểm tra của người ta hay là trong tháng 9 hay là Nhà tháng cô ở 10 gì đó. đâu? Nên tôi ở quận Đống Đa. À, Thế cũng gần đây là thôi. mới điều trị thì Đấy thì bây giờ con giải thích cho cô thế. Còn cái điều trị ấy nó phải kết hợp cả yếu tố bên trong, cả yếu tố bên ngoài. Bên ngoài là tập luyện này, như con các cái bài tập mà con hướng dẫn này, đúng không ạ? À, bên ngoài là mình cũng phải đi bộ tập thể dục đều đặn này, đúng không? Còn bên trong ấy là mình dùng các cái để tái tạo lại cái sụn của mình từ bên trong thì nó Nhưng mà sẽ bác đỡ sĩ ơi, tôi đi bộ thì tôi về tôi thấy đau, không là đau tăng, nhưng mà tôi không dám đi bộ, nhẹ thôi. chỉ đi xe đạp thì lại cảm thấy À, đi được. xe đạp thì được, thế thì Đạp cũng xe được, đạp đạp xe đạp cũng được. thì tôi lại Nếu chịu không đi khó bộ đi được thì đạp đạp xe xe đạp, có đạp. hôm đi đạp mấy chục cây Đạ. về cũng thấy mệt nhưng mà Đạp xe đạp không được. cảm thấy đau bằng đi bộ, Đạ. chỉ đi bộ một đoạn ngắn thôi cũng cảm thấy Đấy, với cả hai nữa là mình phải điều chỉnh tư thế. Thứ nhất là mình phải hạn chế ngồi xổm này. à, chả bao giờ mình dùng. Đấy, rồi hạn chế leo cầu thang này, À, hạn leo chế leo leo cầu dốc này. Đấy, việc đi bộ mình đi bộ đường bằng mà mình đi nhẹ nhẹ nó đỡ, nhưng mà cái việc leo dốc ấy, thì nó rất là hạn. Đấy, cái đúng việc là leo lúc dốc, mà leo leo cầu cầu thang thang thì đấy có bị phải leo cầu có phải thang leo nữa. nhiều đúng không? Có nhà là phải leo lên mấy tầng cơ, bởi vì ở trong Tôi Hà Nội là nhà thế. thì leo Tầng đến tầng 2 là chính, hai. nhưng sau thỉnh thoảng Hạn chế leo leo lên tầng 3. đấy, cái leo cầu thang ấy nó cũng là gây áp lực nhiều, nên là trong cái thời gian đau là mình hạn chế leo cầu thang. Đấy thì những cái đấy mình kiêng đi. Đấy, cái tư thế của mình cũng phải để ý. Đấy, với đợt này xét nghiệm lại cho con xem là cái hormone tuyến giáp rồi các thứ như nào rồi gửi con xem nhá. Vâng, nếu Được mà chưa? thế là kiểm tra. Còn cái bây giờ này, bây giờ con sẽ thứ nhất là cái này này, nếu như mà con nghĩ là ở mức độ như thế này ấy thì con khuyên là mình cứ điều chỉnh đã. Mình điều chỉnh dùng thuốc từ bên trong đã, và bác Giang tí nữa bác sẽ hướng dẫn cô cái cách massage, cách bấm huyệt. Vâng. Nếu mà nó đỡ ấy thì mình không cần tiêm, còn nếu mà không đỡ thì con sẽ hẹn tiêm cho cô Vâng. nhá. Vâng. Nếu không đỡ mà vẫn đau Vâng. thì lúc này mình mới cần tiêm, chứ còn ở cái mức độ này con đánh giá chưa 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 nhất thiết là phải tiêm. Tiêm thì đương nhiên là nó đỡ ngay, nhưng mà mình tiêm thì mình lựa chọn những cái loại tiêm nó lành tính thôi. Còn tiêm corticoid thì nói chung là con thì bây giờ bản thân con thì con cũng hạn chế tiêm cho bệnh nhân lắm, bởi vì cô tưởng tượng là khi mà tiêm vào đây nhá, tiêm nếu mà tiêm nhiều quá nó hay bị giòn xương, nó bị xốp xương bên trong, và chưa kể là những cái tác dụng phụ của nó nữa đúng không, lên toàn thân nữa. Đấy, đương nhiên là cái việc mà tiêm tại chỗ này nó sẽ hạn chế bớt cái tác động lên toàn thân, nhưng nó vẫn là một cái điều trị ngọn thôi. Nếu mà mình điều trị từ gốc được thì nó bền hơn, nó Vâng. bền vững hơn là cái việc mình điều trị ngọn. Vâng thì đấy, thế mới đến đây với bác sĩ là vì cái lý do Đấy, thế bây giờ là bác Giang bác hướng dẫn cô cái massage nhé, xong rồi lấy cô cái xịt khớp lên đây hướng dẫn cô massage vâng. nhé. Cô xịt ở ngoài này xong cô massage, và tí nữa thì nếu mà được ấy thì có thời gian ấy qua bác xử lý cho. Hôm nay bác Đang rảnh đau bác anh xử nhỉ? lý đang Đang đau đang đấy, đang. bác xử lý cho, có khi là đến đêm về nhẹ À thế ạ. Vâng. đấy. Đấy, bác xử lý cho bác. Tức là bây giờ mình vẫn làm tất cả mọi cái bây giờ luôn nhá. Đấy thì Trong bác thời gian lâu cũng. Không vậy nào. Không, tại vì tôi hẹn cho ôm thế để bảo cho nó đi về nó sợ đấy, hỏi nó bác Giang cái này thì hỏi bác Giang xem bị là bác điều trị trong vòng bao nhiêu lâu. Đến đây là bác ấy điều trị là về nhẹ lắm, tối ngủ ngon lắm. vâng. Đấy thì bác ấy điều trị cũng rất là lành tính rồi, tức là Vâng. nó vẫn chỉ là can thiệp bên ngoài thôi, chứ Vâng. con là ít xâm lấn lắm. Vâng. Con phải bệnh nhân thật là đau, thật là nặng ấy, thì lúc đấy con mới xử lý từ bên trong. Còn không mà như thế này thì con nghĩ là chưa chưa cần Chẳng nhá. qua là không chịu khó tập thì nó cũng đỡ đỡ đi một tí, Đấy thì nó cũng dễ chịu thế này, cứ ngồi lâu lâu như này thì đứng lên để bắt đầu cứng cái đầu hiện gối. tại thì Mình cứ ấy nhá. vừa lại đi sang đây vừa đo. Có chứ ạ. Thế cần đau khoảng Đấy, Giang có cái biện pháp là đã châm khoảng cứu rồi, châm cứu thì nửa nửa tháng nay, châm nhưng mà cứu về vì nhẹ. vì vì là Không, bây giờ như này cô giảm. uống đang uống cái này này, nhưng mà cảm thấy nó cũng không đỡ. Uống cái này bác sĩ này để cho nó đỡ bị hút ấy, bảo là phải hút thật xuống sâu đi thì nó mới điều trị cho mình được. Cô mất ngủ đúng không?
khó mới ngủ, nhưng mà đại khái là tối tối tập để chịu khó tập thì ngủ nó còn đỡ 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 mất ngủ hơn, tức là lên thì cũng hay phải dậy hay